Dạ em chào anh nhá. Dạ vâng, thì anh trai cho em xin phép được hỏi anh trai tên là gì? Em là Phạm Hoàng Tấn. Anh trai quê ở đâu ha? Dạ quê ở Kiên Giang. Dạ vâng, thì hôm nay anh trai về đây nhờ chị Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ một việc gì? Dạ tìm đứa con gái. Tìm con gái ha. Là anh trai ở Kiên Giang đi lên đây luôn ạ? Là quê, là anh trai ở quê luôn đúng không ạ? Ở quê, lên dạ. Lên Đồng Nai. Dạ. Thì con gái nhà mình tên là gì anh trai? Dạ Phạm Mỹ Linh. Con gái nhà mình năm nay nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi, sinh 2009. 14 tuổi ạ. À. Là con gái nhà mình bỏ đi như thế nào thì em xin phép mời anh chia sẻ. Dạ, nó đi tìm mẹ đó. Đi tìm mẹ. À. Ủa là vợ của anh đúng không ạ? Dạ đúng. Là vợ của anh sao mà lại bé phải đi tìm? Nó thì nó không gì cha nó làm mẹ nó bỏ đi. Là vợ của anh bỏ đi. Dạ. Sao vợ anh lại bỏ đi? À, con gái này nó bị ghen tuông quá, nó quýnh thì vợ, ông quýnh vợ, vợ bỏ đi. À, anh quýnh vợ. Dạ. Tức là anh ngồi thẳng lên một xíu ha, anh ngồi thẳng lên với em rồi. Đúng rồi, anh ngồi thẳng lên. Đúng rồi, bây giờ này. À, là tức là anh quýnh bà xã anh. Dạ. Lý do sao anh lại quýnh vợ? Lại ghen tuông quá. Đó. Nhưng mà sao lại ghen, anh có xác minh được không mà anh lại quýnh vợ? Thì cái là nó ghen với thằng rể. Ghen với rể? Dạ. À, giờ nó bỏ đi. Ghen với rể là ghen sao? Cái câu chuyện này sao mà em có hiểu thế nhà? Anh có thể kể chi tiết hơn không? Dạ, thì cái lời đó nó em hứa gả cho con gái này cho nó, cho thằng bố. Đó, giờ em không gả. Giờ vợ em đi với thằng bố, đi làm ăn không biết ở đâu. Đó. Tức là cái cậu đấy là gia đình nhà mình hứa gả con gái này cho cậu đấy. Dạ. Nhưng mà nhà mình không gả. Không gả. Rồi cái cậu đấy sao nữa? Là nó rồi mẹ nó buồn. Nó đi. Là vợ của anh buồn. À. Vợ của anh buồn đi theo ai? Thì nó đi theo cái cậu này luôn hả? Không, đi theo thằng phố đi làm. Đi theo cái đi phú đó là ai? Là thằng rể. Thằng rể chưa có đám. Là bạn trai của cái con gái nhà mình. À bạn trai. Thì em hỏi anh mà anh vẫn chưa hiểu ý của em. Tức là bây giờ em nói lại như thế này này. Nhà mình đúng không ạ? Yeah. Là có bé này là con gái. Yeah. Anh để thấp tấm hình xuống siêu em nhá. Siêu giúp em. Là bé trong hình đây là con gái nhà mình. Yeah. Là gả cho cái cậu con trai đấy. Yeah. Rồi là nhà mình không có gả đúng không? Yeah. Rồi là vợ của anh đi theo cái cậu con trai này đấy phải không? Yeah. Đi theo cậu con trai đấy làm gì? Thì cái đó là nó đi làm ăn thôi. Đi làm ăn. Yeah. Nhưng mà anh ghen tuông cái gì? Ghen tuông cái gì ở đây? Thì có cái là nó nghi ngờ với vợ em với thằng rể. Uầy. Nhưng mà anh dựa vào đâu mà anh nghi ngờ cái điều đấy? À, thì em biết, em thấy rồi. Thấy rồi là thấy như thế nào? Thấy lại trong phòng thôi. Đó. Và em mới dặn quýnh. Là sao chứ? Em dặn vợ rồi mới quýnh á. Anh thấy đi bà xã anh với lại con rể. Ờ, à, trong phòng. Thì trong phòng cái điều đó nói chuyện thì bình thường mà. Thì đó bình thường, em cái là em cái là ghen. Cái đó là anh ghen dạ. Sai đúng không? Dạ, cái đó là ghen sai. Ghen bậy đúng không? Dạ. Anh chưa có một cái bằng chứng xác minh gì mà anh đi hành sự như vậy là anh không được rồi. Đó, bây giờ nó bỏ đi. Đi giờ đứa con giờ là nó đi tìm mẹ nó nữa. Tức là khi mà cái vụ việc như anh chia sẻ, gọi là anh gả con cho cái cậu đấy đúng không ạ? Dạ. Và gọi là giống kiểu anh xem cậu đấy là con rể rồi. Dạ. Nhưng mà sau đó vì lý do gì đấy là gia đình nhà mình không có gả nữa đúng không? Dạ. Rồi bắt đầu là xong là bà xã nhà mình đi làm ăn gì với cái cậu con rể này. Dạ. Và anh có thấy ở trong phòng. Dạ. Nên mà anh bị ghen ngủ quáng. Dạ, anh đánh như thế nào? Em đánh một tay một à. Trước giờ anh có đánh như vậy chưa? Không, thằng nào giống có đánh. Nhưng mà lý do bức xúc gì mà anh lại đi dùng tay để mình đánh vợ như vậy? Thì có cái là mình thấy ở nhà mình hỏi nói vợ nó không chịu, nó nói nó không có. Mà mình thấy. Thì thấy như anh nói thì thấy ở trong phòng thì cái điều đó bình thường mà. Thì đó. Mà hỏi anh đó là hai người trong phòng đó không có ai chơi mà ở trong đó còn làm gì. Đó, em mới dặn lên muốn quýnh vợ bà tay. Là anh ghen. À. Khó hiểu không? Cái này hơi khó hiểu. Rồi thì nó bỏ đi. Là bỏ anh bỏ đi luôn. À, đi với thằng đó hết là một lần rồi. Em đi rước về. Ai đi? Vợ em đi với thằng đó đi. Ô. Đi hết lần em rước về. Đi cái lần đó là sao lại đi? Rồi về nhà rồi nó đi nữa. Vợ anh đi trước, nó đi sau. Nhưng mà đi cái lần đó là vì lý do gì mà lại đi? Thì nó buồn nó đi đó. Đi nhưng mà đi với con rể hả? Ờ, à, đi rể về tới Long An.
đi lên đấy làm cái gì ở đấy? À, hỏi nó đi làm ăn. Đi làm ăn. À. Cái này là sao lại mình lại gọi là con rể được, mình đã gả con đâu mà con rể? Thì bây giờ đó hứa. Hứa nhưng mà con nhà mình mới 14 tuổi. Thì mà. Nó hứa là tới 17 tuổi mới gả. Thì nó kêu bằng ba, ba mình cũng kêu nó bằng con thôi. 17 tuổi cũng chưa gả được. Thì đó, thì em nói đúng 17 tuổi mới gả. Bé nhà mình năm nay mới 14 tuổi. À. 14 tuổi mà gả gì, hứa hẹn gì? Thì cứ như cái này mình không có hứa hẹn được, cái này phải để cho sự đồng ý của con của mình. À. Con nhà mình thích ai và yêu ai đó là quyền của con nhà mình, chứ mình khẩn bậc làm cha mẹ mình không có sắp đặt được, không có ép được. Thì em biết rồi. Và lần này thì khi mà bà xã anh bị anh đập cho đúng không ạ, gọi là đập đi ha, à. Là bà xã giận bà giả vào đi, à. Giờ là con gái của nhà mình là đi tìm mẹ. Đi tìm mẹ, nó nói là nó có tội, chừng nào tìm gặp mẹ nó mới về. Tội gì ạ? Nó tội gì nó không, nó là ra mẹ bỏ. À, tức là con gái của nhà mình buồn đúng không ạ, à. Buồn khi thấy cha mẹ đúng không ạ, à. Và cái cảnh vừa rồi anh đập vợ là con cái nhà mình có thấy không? Thấy hả? Trời ơi, sao lại đập trước mặt con cái? À. Thì kêu về cái nói chối thì mình tán con bật tay thôi, nằm giỏng tán con bật tay. Nhưng mà nếu vợ anh không có thì vợ anh phải chối thôi chứ. Thì đó. Thì lúc đó giận ai cũng giận hết. Giận nhưng mà anh có biết giận như vậy là sai không? Thì đó anh biết sai rồi đó. Sai bây giờ là sai, anh nói sao với vợ anh như này? Nói bây giờ đó anh có sai rồi đó, giờ em xin tha thứ cho anh. Đó, anh quay lại tìm con. Đó, bây giờ đó. Vợ bỏ đi, con cũng bỏ đi luôn, thấy gia đình thấy buồn chưa? Đó. Đừng nóng nảy quá. Anh phải bình tĩnh, thứ nhất anh phải bình tĩnh, anh phải xác minh rõ như thế nào. Mà cho dù cái chuyện đó, ví dụ có xảy ra thì mình cũng không nên dùng vũ lực để mình nói chuyện. Thì em là đó giờ là bữa vợ anh đi bữa ngày bao nhiêu? Đi nay đó là 7 ngày rồi. 7 ngày, cho dạ. Con gái mình đi bữa bao nhiêu? Con gái mới đi hồi ngày hôm 8 giờ. Đi hôm qua? Dạ. Tính thời điểm hiện tại này con gái nhà mình được bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. 14 tuổi. Dạ. Là vợ đi, con bỏ đi, thấy tội chưa? Dạ. Rồi con đi, con có nói lời gì lại không? Thì con đã viết thơ để lại. Viết thơ, trong thơ nói như thế nào? Nó nói chừng là nó tìm gặp được mẹ đó, nó mới trở về. Tối đêm không gặp mẹ, nó không về. Tức là đi để tìm gặp mẹ. À. Còn chừng nào thấy mẹ thì mới về. À. Anh nhìn thấy cảm giác con gái anh buồn không? Đó, buồn chứ. Khi mà con cái nhà mình thấy anh đặt mẹ như vậy thì con cái mình có khóc không? Cũng có. Cái lúc đó có ai vào can ngăn con gái mình, có vào can ngăn không? Thì cũng có nữa. Nhưng mà giờ anh thấy hối hận chưa? Giờ em biết hối hận rồi. Hối hận rồi đúng không? Giờ cũng hận rồi, cũng muộn rồi. Bây giờ cho vợ về tha thứ mình. Đó. Đi về tìm kiếm gặp đứa con. Tội chưa nè, bây giờ vợ thì đi, con thì cũng đi luôn ạ. Gia đình thì bây giờ là buồn ạ. Cái lúc đấy, bản thân lúc đấy là anh đập là có cả hai đứa con của anh ở đấy luôn hả? Có. Thế con can nữa. Tội lắm, trước mặt con cái mà mình làm cha làm mẹ mình hành sự như vậy là không được. Ví dụ như chẳng hạn như cha mẹ thì mình đi chỗ nào đó không có mặt con cái đi. Tại vì các bé nó còn rất nhỏ, đừng có gieo vào đầu óc của các bé những cái hình ảnh không tốt như vậy. Đó, lúc đập xong là vợ bỏ đi luôn. Đi ngay lập tức mấy luôn. Mấy ngày mới đi. Đó, bây giờ này tôi sẵn đây luôn này, bây giờ anh trước tiên là nếu mà anh có điều làm lỗi với vợ của anh trước tiên đó. À. Thì anh xin lỗi vợ anh trước đi, anh nói lời gì anh xin lỗi, nhắn nhủ tới vợ đi nè. Nó bây giờ em cho anh nè, nó xin lỗi em. Nó về quay lại với con đi. Anh tha thứ hết toàn bộ. Đó. Còn em muốn tha thứ anh đó. Thì em quay về với anh, với con. Để đi tìm con. Hả? Tức là như thế này nè anh trai. Tại vì anh cũng chưa có một cái bằng chứng, cái xác minh gì mà để anh khẳng định rằng là vợ anh à. Như vậy. Đúng ạ. Nên mà khi nào mình tìm hỏi, hiểu rõ sự thật, xác minh rõ thì mình mới có những cái hành động khác. Mình cũng không thể dùng vũ lực hoặc là mình dùng tay chân để mình gọi là mình nói chuyện được. Vợ chồng ví dụ với nhau thì có gì không phải thì cứ ngồi xuống mà nói chuyện với nhau nhá. Và đặc biệt hơn nữa là trước mặt con mình không nên gọi là gieo những cái hình ảnh không tốt. Thì con gái nhà mình đi thì khi đi có mang theo phương tiện gì không? Không có gì trơn. Nó mặc cái áo khác là nó đi rồi. Khi đi con gái mình chắc buồn lắm đúng không ạ? À. Mà con gái nhà mình khi đi ấy thì ngoài viết tấm thư đấy thì còn có nói gì nữa không? Không có nói gì trơn á. Nhưng thờ để lại nói chuyện thì anh đã liên hệ với cái cậu con rể này chưa? Như anh gọi là con rể. Không được gì trơn luôn. Không được ạ.
Là lần trước như anh chia sẻ là vợ anh cũng có đi với cậu con rể này một lần. Đi một lần. Lần đấy đi là có dặn anh chuyện gì không? Có vậy chuyện đó. Nó buồn đi. Đi rồi. Là bước. Lần trước anh cũng nói vợ anh như vậy. À. Nhưng mà đi được bao lâu thì về? Đi có đi 4 giờ mà 6 giờ là 5 giờ chiều anh rước về. 5 giờ chiều rước về thì rước về rồi thì anh cảm thấy sao? Thì rước về là sung sướng gì đâu đó. Rồi qua ngày sau lại đi nữa, đi lúc sáng. Nó đi trước. Đó. Cái cậu mà anh cho là con rể này bao nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi rồi. 27 tuổi. Cái cậu này mối quan hệ với lại anh như thế nào? Thì đó dạ giờ mà hãy mình chia nó là con thôi, mình kêu nó là con thôi. Là con nhưng mà tức là anh quen biết ở đâu? Quen biết ở trên mà Đồng Nai. Là làm cùng hay sao anh? Không. Kiểu như ở trọ cùng. À, thằng con nó quen bà quen thằng con đó thành phố. Đó, rồi tới lui rồi hỏi có gái không làm xui. À. Đó. Phú là ai? Phú là người quen con mà anh định gả con gái cho đúng không ạ? À, thằng phố. Cái cậu mà 27 tuổi đó đúng không? Dạ. Là anh định gả con gái cho cái cậu này. Dạ. Và hiện tại thì bây giờ thì như anh nói là anh đang khẳng định là vợ anh đang ở đâu? Thì đi với nó luôn á. Anh dựa vào đâu mà anh khẳng định vợ anh đi theo cái cậu mấy này? Mấy người bạn đó nói là đi lên mà chợ nhỏ. Chợ nhỏ ở đâu ạ? Là Bình Dương. Chợ nhỏ Thuận Giao hả? Không biết hay là ở đâu? Thì nó lên chợ nhỏ, hay là lên Bến Cát. À. Dạ. Nhưng mà anh chỉ nghe nói thôi đúng không? Dạ, nghe nói. Chứ chưa có cái gì để chưa mà biết gì hết khẳng định rằng là vợ của anh đang ở với cậu này. Dạ. Mình nghe thôi. Chứ mình nghe thôi. Là hồi trước nó đi trả hình lặng rồi. Nó anh rước về. Đó, vợ anh đi mấy ngày rồi nó mới đi chơi sao. Câu chuyện này cũng khá phức tạp. Con nói gì đó. Rồi thì đây là con trai nhà mình đúng không ạ? Con trai. Con trai nhà mình là anh trai của bé. À. Rồi chú chào con. Con cho chú hỏi con tên là gì? Con tên là Phạm Kỳ Em. Con năm nay nhiêu tuổi? Con 27. Con có biết gì về câu chuyện của cha con vừa nói không? Có. Thì con chia sẻ ra cho chú nghe với. Như thế nào? Thì cha con ghen sai với cái ông đó đó. Rồi cái cha con quýnh mẹ. Bây giờ chú hỏi này, cha con ở nhà có nhậu nhẹt không? Dạ không. Con cứ trả lời thật đi, đừng sợ. Dạ. Cha con có nhậu không? Dạ không. Có chịu khó làm ăn không? Dạ. Chịu khó làm ăn không? Dạ có. Cha con làm công việc gì? Cha làm hồ. Cha làm hồ ha. Còn mẹ con làm gì? Mẹ con làm công ty mai. Làm công ty mai ha. Rồi con thấy cha mẹ có thường xuyên cãi lộn không? Dạ không. Cha đã đánh mẹ bao lần rồi? Dạ mới có một lần ạ. À. Mới một lần. Trước giờ mẹ bỏ đi mấy lần rồi con? Dạ mẹ bỏ đi 2 lần ạ. 2 lần. Mẹ có thương con không? Có. Cha có thương con không? Có. Bây giờ mẹ bỏ đi cho con buồn không? Dạ buồn. Buồn lắm đúng không? Con có làm gì không? Hay là con ở nhà? Con có làm công ty gỗ. Con làm công ty gỗ ha. Tội thật chứ bộ. Rồi bây giờ em con bỏ đi vậy con buồn không? Dạ có. Rồi cái hôm mà con chứng kiến cha với cha đánh mẹ vậy thì con có giận không? Dạ có. Giận cha không? Dạ. Lúc đấy con có vào can không? Dạ có. Vào can đúng không? Buồn lắm đúng không? Khi mà thấy cha mẹ như vậy con buồn lắm đúng không? Dạ. Chú biết, chú hiểu cái cảm giác của con. Con thì rất muốn là cha mẹ hạnh phúc, cả nhà hạnh phúc, đúng không ạ? Bây giờ em bỏ đi rồi con buồn không? Dạ có. Con với lại cha đi tìm em ở những đâu rồi? Dạ ở Đồng Nai, vừa qua Bình Dương. Những ngày này là con nghỉ làm luôn ha? Là cha chở con đi, hai cha con đi tìm, vừa tìm mẹ mà vừa tìm em. Thì con có cái lời nào, trước tiên là con có lời nào con nói với mẹ của con không? Sẵn đây thì con nhắn gửi cho mẹ con trước đi. Con nói đi để mẹ con có xem được cái video này để mẹ con quay trở về, con nói đi. Mẹ có tha lỗi cho cha thì mẹ về sống với con với em, tìm con, tìm em nha mẹ. Mẹ về thì cha tha thứ cho mẹ đó. Rồi, con nói gì với em gái mình đi, để em gái xem được về. Em ơi, có chuyện thấy mẹ thì về cho cha biết, để cha chạy ra giúp mẹ với em về. Thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn. Thật sự rất là buồn. Và bản thân anh thì anh là công việc là đi làm hồ đúng không ạ? Ôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi anh ha. Nhưng mà không, đừng bao giờ cái chuyện đã xảy ra lần thứ hai nữa. Nên mà đừng bao giờ đánh vợ nha. Dạ.
em hứa từ đây tới không bị đánh nữa. Hứa nha. Hứa rồi đó. Rồi em nó muốn về. Vì sao không? Bây giờ con cái của nhà mình bây giờ hai đứa con cũng lớn rồi. Con trai mình cũng lớn rồi, con gái mình cũng lớn rồi. Nên mà mình có cái chuyện gì với bà xã thì tốt nhất là hai vợ chồng nên đóng cửa lại nói chuyện với nhau. Đừng cãi lộn nhau hoặc là đừng có dùng tác động vật lý tay chân nha. Đừng để cho con cái thấy cảnh đấy không có tốt. Em có thấy lời này đó. Em đó phải về với anh đi kiếm tiền cho con. Để cho con đi kiếm, biết đâu mà kiếm. Thật sự bây giờ thì bé bản thân anh là vừa làm chồng vừa làm cha thì lo cho vợ thì là lo cho vợ thì cũng nhiều mà lo cho con thì cũng rất là nhiều. Bởi vì bé mới 14 tuổi mà bé đi không biết bây giờ lưu lạc phương trời nào, đúng không ạ? Anh bây giờ thật sự thì chắc là bản thân anh cảm thấy rất ăn năn và hối hận. Hối hận rồi đúng không? Chồng em trở lại quê lại đi tìm con rồi. Anh nói nó này tha thứ hết toàn bộ. Nói có chuyện gì, có cái chuyện gì thì về nhà hai vợ chồng gọi là sẽ tâm sự ha. Thì thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi thì em mong sao anh trong cuộc sống thì anh đừng có tái phạm như vậy nữa. Xin hứa. Ví dụ như vợ anh có lỗi lầm gì đó thì hai vợ chồng nói chuyện với nhau nha. Đừng có tác động tay chân. Làm thứ nhất là không tốt. Thứ hai là ảnh hưởng tới con cái. Con cái đang cái tuổi lớn anh nha. Thì anh có lời nào anh muốn chia sẻ nào không? Em hứa từ đây sắp tới là em không làm cho nó khổ nữa. Không quýnh lập nữa. Đó. Em cùng bạn đó, cho biết em từ đây thề từ đây sắp tới em không còn đụng làm tới vợ con nữa. Đó. Được rồi thì cảm ơn cái câu chuyện của anh rất là nhiều. Đây. Được rồi thì nãy giờ anh chia sẻ toàn bộ sự việc có đúng hoàn toàn cái sự thật không? Dạ đúng. Nếu có gì sai trái? Sai trái là em toàn là chịu trách nhiệm hết. Chịu trách nhiệm trước. Dạ. Trước pháp. Trước pháp luật. Trước pháp luật đúng không ạ? Dạ đúng. Và cái video này anh Linh anh nhờ đăng tải để tìm con và câu chuyện anh chia sẻ để cho quý cô chú anh chị biết. Thì anh tự nguyện cho đội sĩ người Thanh Hải đăng tải lên các trang mạng xã hội, anh có tự nguyện không? Dạ tự nguyện. Anh có đồng ý không? Đồng ý. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ, anh có chấp nhận dạ, không? Dạ chấp nhận luôn. Nếu anh đồng ý tự nguyện thì đội sĩ người Thanh Hải sẽ đăng giúp anh. Dạ. Còn anh không đồng ý thì đội sẽ không đăng. Dạ. Bởi vì giúp cái này là giúp miễn phí. Dạ. Anh trai nhá. Dạ. Về cảm ơn Hải chị. Dạ rồi. Giúp cho em. Nó dạ cho vợ con về đầu tủ. Dạ rồi thì dạ. Cái vụ việc của anh thì đội sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận. Và sẽ cố gắng để mà đăng tải lên các trang mạng xã hội để mong sao rằng vợ của anh hoặc con gái của mình có xem được thì sẽ sớm quay trở về. Yeah. Thưa quý cô chú anh chị, nếu ai có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để giúp cho bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại người cha cùng với gia đình. Còn em nói có là thứ là nó thì điện về cho anh biết để về tìm vợ tìm con. Đó. Rồi con nó đi rồi không biết đâu tiền. Nói chung là bản thân anh bây giờ là mong muốn là vợ của anh xem cái clip này và hiểu có chuyện gì đó thì thông cảm cho nhau để mà quay về và để cho con quay trở về để mà gia đình đoàn tụ để còn công ăn việc làm còn xây dựng tương lai. Đúng không ạ? Dạ rồi thì em ghi nhận và chúc cho gia đình nhà mình sớm có một cái ngày vui đó là cả vợ và con anh trở về nhá. Rồi xin chào anh nhá. Chào.